Xin chào các độc giả thân thương của Tiếp Thị Gia Đình. Hôm nay thứ hai ngày 15 tháng 1 năm 2018, hãy cùng xem lá số tử vi ngày hôm nay bật mí cho bạn những điều gì nhé. Các bạn tuổi Tý có một ngày khá là ổn định và suôn sẻ trong công việc. Chính vì vậy, tử vi hoàn toàn tin rằng ngày hôm nay là một ngày hài lòng nhất trong mọi lĩnh vực đối với bạn. Tuy nhiên về chuyện tình cảm thì bạn cũng nên chú tâm đến việc giữ gìn các mối quan hệ tình cảm hiện có nhé. Sức khỏe của bạn ngày hôm nay rất tốt. Ngày hôm nay các bạn tuổi Sửu hãy mạnh dạn biến những ước mơ táo bạo nhất của mình thành hiện thực nhé. Cho dù trong lĩnh vực công việc hay tài chính, trực giác nhạy bén sẽ giúp bạn đưa ra được những quyết định đúng đắn. Về chuyện tình cảm thì bạn nên rõ ràng hơn trong mọi tình huống để không gặp phiền toái trong thời gian tới nhé. Các bạn tuổi Dần sẽ gặp phải một vài tình huống khó xử trong ngày đầu tuần. Chính vì vậy bạn nên kiềm chế tính nóng nảy để mọi việc trôi qua một cách nhẹ nhàng hơn. Trong lĩnh vực tình cảm thì các bạn độc thân sẽ có một cuộc gặp gỡ thú vị khi tham gia một bữa tiệc nào đó. Sức khỏe của bạn cũng khá là ổn định. Sự cởi mở và chân thành sẽ làm cho các bạn tuổi Mèo trở nên thu hút hơn. Bên cạnh đó, như nguồn năng lượng dồi dào mà bạn sẽ luôn đạt được những thành công trong công việc. Chuyện tình cảm của bạn cũng rất là suôn sẻ. Về sức khỏe thì bạn nên đề phòng nguy cơ tái phát những căn bệnh mãn tính nhé. Những công việc liên quan về thương mại hay bất động sản sẽ mang đến nguồn lợi nhuận đáng kể cho các bạn tuổi Thìn. Về chuyện tình cảm lứa đôi thì bạn cũng đừng nên quá tin vào những cảm xúc nhất thời vì chúng sẽ không bao giờ là mãi mãi. Trong ngày hôm nay thì gan của bạn không được khỏe lắm đâu. Chính vì vậy bạn nên hạn chế uống rượu bia hay các chất béo nhé. Ngày hôm nay các bạn tuổi Tỵ nên kiềm chế trong giao tiếp với người yêu để không làm tổn thương đối phương. Về công việc thì bạn nên hết sức cẩn thận với những quyết định có liên quan đến tiền bạc. Đặc biệt trong ngày hôm nay thì bạn không nên mượn tiền cũng như cho người khác mượn tiền nhé. Trong ngày hôm nay thì các mối quan hệ tình cảm trở nên hài hòa hơn đối với các bạn tuổi Ngọ. Đây cũng là khoảng thời gian thuận lợi để bạn bắt đầu những kế hoạch về tài chính quan trọng của bản thân và gia đình. Nếu như bạn đã kết hôn thì lá số tử vi ngày hôm nay nhất bạn nên quan tâm chăm sóc đến người bạn đời của mình để đề phòng nguy cơ có người thứ ba chen vào nhé. Trong ngày hôm nay, tinh thần của các bạn tuổi Mùi sẽ dao động đôi chút. Chính vì vậy bạn nên hít thở thật sâu trước các quyết định quan trọng. Lá số tử vi ngày hôm nay cũng nhắc nhở bạn nên ăn những loại thực phẩm như là chuối, ngũ cốc, súp lơ để cân bằng tâm trạng. Không khí gia đình của bạn khá là ấm áp. Về công việc thì bạn hãy cư xử độ lượng hơn với các đồng nghiệp thân thiết nhé. Mối quan hệ với cấp trên hay đồng nghiệp của các bạn tuổi Thân được cải thiện đáng kể. Do đó bạn sẽ cảm thấy rất phấn chấn và làm việc rất hiệu quả. Trong chuyện tình cảm thì các bạn tuổi Thân không nên bắt cá hai tay nhé. Kẻo sẽ gặp nhiều phiền phức đấy. Về sức khỏe thì bạn không nên ăn những món ăn hay thức uống lạ bên ngoài, đề phòng gây ra nguy cơ ngộ độc. Các bạn tuổi Dậu có một ngày tuyệt vời cho những kế hoạch chăm sóc sức khỏe hay tham gia một chương trình bảo hiểm y tế. Các bạn luôn được mọi người yêu quý, nhất là đồng nghiệp ở nơi làm việc. Tuy nhiên thì lá số tử vi ngày hôm nay cũng lưu ý bạn phải tuân thủ pháp luật, kẻo sẽ phải trả giá đắt cho những hành động của mình đấy. Trong ngày hôm nay thì các bạn tuổi Tuất sẽ dễ xảy ra xung đột về tình cảm. Các bạn cần phải cư xử chừng mực với người khác phái để tránh bị ghen tuông. Và trong ngày thì bạn cũng sẽ nhận được một tin vui từ người bạn của mình. Về sức khỏe thì cũng đừng nên lơ là những cơn đau sào gáy nhé. Trong ngày hôm nay các bạn tuổi Hợi nên lưu ý để không trở thành nạn nhân của một vài vụ lừa đảo nhé. Chính vì vậy bạn hãy hết sức cẩn thận, nhất là không ký tá bất kỳ điều gì mà bạn chưa kiểm tra kỹ lưỡng. Sức khỏe của bạn hơi bất ổn do bạn dễ bị căng thẳng và mất ngủ, đau đầu. Nhưng bù lại thì trong hôm nay chuyện tình cảm của bạn khá là khởi sắc đấy.